Bệnh viện Nhi Lâm Đồng được đầu tư với tổng kinh phí 245 tỷ đồng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Kế hoạch được giao ban đầu là 60 giường bệnh, nhưng những ngày đầu tháng 10 này, bệnh nhân nội trú tăng vọt, có ngày lên tới 135 bệnh nhân nên các bệnh nhi phải nằm ghép. Tại phòng điều trị sơ sinh, cha mẹ đi nuôi con phải trải chiếu nằm dưới nền nhà. Chị Trần Thị Trang ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương cho biết, do phòng không có màn cửa nên buổi chiều bị chói nắng, chị phải bế con chạy qua giường khác nằm ké. Ban đêm, các mẹ phải ngủ ngồi hoặc thay nhau nằm giường. Bà Lê Thị Cúc ở huyện Lạc Dương đi nuôi cháu cho biết thêm, các y bác sĩ phục vụ rất tận tình nhưng phòng bệnh chật chội, bệnh viện còn thiếu thốn đủ thứ từ chăn mền đến thùng đựng rác nên rất khổ cho bệnh nhân và người nhà. Tại khu vui chơi trẻ em chưa hề có thiết bị, dụng cụ trò chơi nào. Người nhà bệnh nhân đã đến đây trải chiếu nằm để chăm sóc bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thọ, giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng thừa nhận những bất cập đã nêu. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, bệnh viện vận động một số doanh nghiệp tặng 70 giường để bệnh nhân có thể lưu lại điều trị. Do bệnh viện mới hoạt động nên chưa được thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43 ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định. Chưa kể, bệnh viện chưa được xác định giá trị tài sản và bàn giao tài sản chính thức. Do đó, bệnh viện không thể làm phòng theo yêu cầu hoặc lắp đặt thêm các thiết bị phụ trợ phục vụ bệnh nhân theo hình thức xã hội hóa.